Xin chào các bạn, em Mi đây. Đây là một video clip đặc biệt ở trên Happy Skin Việt Nam. Và có lẽ cũng sẽ chỉ có 1 đến 2 video clip như thế này ở trên Happy Skin thôi. Rất nhiều video clip đặc biệt, nhưng mà đặc biệt đến cỡ này thì không nhiều đâu các bạn ạ. Bởi vì đây sẽ là một video clip thông báo về việc thành lập, ra mắt một kênh YouTube mới, một channel mới ở trên YouTube có tên gọi đó là Buzzing by Happy Skin. Các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mà Happy Skin lại cần phải ra một channel mới là Buzzing by Happy Skin đúng không? Câu chuyện bắt nguồn từ cách đây hơn 1 năm khi trên Happy Skin Việt Nam có một series làm đẹp đó là Đẹp Mắt. Kiểu nôm na tức là chúng ta không chỉ đẹp ở bên ngoài mà chúng ta còn phải đẹp có chất, tức là có chiều sâu. Nên là những chủ đề của Đẹp Mắt thường xoay xung quanh về kỹ năng sống, về chuyện tình yêu, về rất nhiều những chủ đề mà các chị em phụ nữ quan tâm. Và khi mà ra series đó, em vẫn còn nhớ là có rất nhiều chủ đề được các bạn quan tâm rất nhiều, kể cả từ chuyện là XXX rồi cho đến những chuyện làm như thế nào để có thể kiếm tiền ở trên cái nhà trường, hoặc là làm như thế nào để thuyết trình hiệu quả và hấp dẫn trước đám đông. Và có rất nhiều request của các bạn sau khi theo dõi Đẹp Mặt về những chủ đề mà các bạn quan tâm. Tuy nhiên sau một thời gian thì cả Emmy cũng như là Happy Skin nói chung thì đều có nhiều trăn trở. Bởi vì Happy Skin đã mang một sứ mệnh, đó là Beauty Buddy, là một người bạn làm đẹp của tất cả các bạn trẻ. Và sẽ chỉ tập trung vào những câu chuyện về health and beauty mà thôi. Vậy thì việc mở rộng ra những chủ đề quá rộng có thể khiến Happy Skin trở thành một nồi lẩu thập cẩm. Và Emmy thì không muốn điều đó một chút xíu nào. Và bản thân các bạn khi mà theo dõi cũng cảm thấy sẽ khó hơn đúng không nào? Bởi vì là chúng ta cũng thấy là có quá nhiều chủ đề mà Happy Skin sẽ đề cập đến. Nhưng mà độ nóng của những chủ đề như thế này thì luôn luôn là có. Và Emmy cũng cảm thấy là có một nhu cầu rất lớn muốn được chia sẻ từ kinh nghiệm, từ kiến thức của Emmy cũng như là những khách mời khác. Nên sau một thời gian thì cũng đã đi đến được một quyết định, đó là sẽ thành lập một kênh YouTube riêng có tên gọi là Buzzing by Happy Skin. Đây sẽ là một kênh YouTube về kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, cũng như bất kỳ những chủ đề về tình yêu, về cuộc sống nói chung mà giúp các bạn có thể sống một cách trọn vẹn, hạnh phúc và thành đạt hơn. Để em sneak peek cho các bạn về Buzzing by Happy Skin nha. Sẽ có 5 nhóm nội dung thường xuyên xuất hiện ở trên Buzzing by Happy Skin. Đầu tiên đó là Professional Skill, tức là kỹ năng chuyên ngành. Thứ hai đó là Soft Skill, những kỹ năng mềm. Thứ ba, một chủ đề mà em rất là tâm đắc và có rất nhiều thứ muốn được chia sẻ cùng với các bạn, đó chính là khởi nghiệp. Và thứ tư, You Ask. Thường xuyên trong các clip của Buzzing by Happy Skin sẽ khuyến khích các bạn nếu có những thắc mắc gì thì đừng ngại comment hoặc là inbox hoặc là email về cho Happy Skin. Và nếu đấy là những chủ đề lớn thì sẽ được tách ra làm video clip riêng. Và nếu mà là những câu hỏi nhỏ thì sẽ gộp lại trong những video clip You Ask. Và cuối cùng đó chính là đọc sách cùng bạn. Dựa trên những cuốn sách hay mà tập thể nhà Happy Skin đã đọc và cảm thấy tâm đắc thì sẽ review cho mọi người và tóm tắt lại những thứ thú vị, hữu ích nhất từ cuốn sách đó. Nhưng cả nhà ơi, nhớ nha, đây chỉ là những tóm tắt sơ lược nhất từ một cuốn sách thôi. Chứ còn trong 10 phút hoặc là 15 phút thì không thể nào nói được hết tinh hoa của một cuốn sách đâu. Và em khuyến khích là nếu mà các bạn xem những video clip đọc sách cùng bạn mà thấy hay, thú vị thì chúng ta nhớ là hãy mua sách để có thể tận hưởng được hết những điều tuyệt vời nhất từ cuốn sách đó. Và cũng là để ủng hộ cho tác giả. Bởi vì thực sự đây là một cuốn sách rất nhiều thứ có thể học được, nhưng mà tác giả thì không lời bao nhiêu đâu cả nhà. Còn đây là 25 nội dung mà Happy Skin và Emmy đã chuẩn bị để cho lên sóng ở trên Buzzing by Happy Skin. Mình sẽ đọc nhanh cho mọi người xem. Và nếu mà còn một chủ đề nào mà các bạn rất quan tâm nhưng mà chưa thấy ở trong danh sách này, đừng ngại ngần mà comment ở phía dưới để cho Emmy và Happy Skin cùng biết và chuẩn bị nội dung. Biết đâu danh sách này sẽ còn thay đổi rất nhiều thì sao? Bởi vì thực sự là made by order mà. Các bạn cần gì nhất, muốn xem gì nhất thì Emmy và Happy Skin luôn sẵn lòng để sản xuất những nội dung như thế và cùng với cả những khách mời khác nữa. Telesale chăm sóc khách hàng phải biết những điều sau. Bạn nghĩ sếp nghĩ, suy nghĩ như sếp để sớm làm sếp. Học được gì từ Michelle Obama vào cuốn sách Becoming? Có 20 triệu hoặc 50 triệu thì nên làm gì? 5 thói quen chắc chắn phải học nếu muốn thành công. Những hiểu lầm nghiêm trọng về sáng tạo, creativity. Đừng đánh đồng khởi nghiệp và làm freelancer. Inspired by Christy Lee. Phản bác luận điểm sách đừng chạy theo số đông. Làm gì khi sếp hoặc đồng nghiệp không ưa mình? Cấm bao nhiêu tiền để khởi nghiệp mỹ phẩm? Emmy đã bắt đầu khởi nghiệp như thế nào? Review siêu cò, bí kíp tạo dựng những mối quan hệ chất lượng. Những mẹo giúp thuyết phục người khác dễ dàng Emmy luôn áp dụng,
kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Tư duy phê phán, critical thinking, để giúp ra quyết định chính xác, mặc đẹp mà không hề tốn kém. Chỉ cách mua được nhà, thoát kiếp ở thuê, cách để thăng tiến nhanh trong công việc. Xây dựng thương hiệu cá nhân, còn đợi gì mà không bắt đầu? Những lễ nghi giao tiếp cực cơ bản nhưng ai cũng làm sai. Những bài thực hành mindfulness, tỉnh thức, giải pháp cho mọi vấn đề về tinh thần. Năng lượng tích cực từ đâu mà có? Luật hấp dẫn, làm sao để ước gì được nấy? Chồng nam vợ bắc, khác biệt văn hóa, làm sao để dung hòa? Mẹo quản lý thời gian hiệu quả của Emmy. Trên đây là những video clip mà Happy Skin và Emmy dự định là sẽ cho lên sóng trong thời gian sắp tới ở trên Buzzing by Happy Skin. Nhưng mà cái này cũng chưa chắc đã là final đâu, bởi vì tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi theo request của các bạn. Nên là đừng ngại ngùng và cũng đừng quên là comment ở phía dưới những chủ đề mà các bạn yêu thích nha. Và tất nhiên rồi, đừng quên là subscribe YouTube channel mới Buzzing by Happy Skin ngày hôm nay là đã lên sóng clip đầu tiên rồi đó. Mọi người hãy cùng vào xem clip đầu tiên và nghe những chia sẻ từ ruột gan của Emmy nha. Và hẹn gặp lại mọi người trong những tuần tiếp theo vào tối ngày Chủ nhật ở trên Buzzing by Happy Skin, cũng như là tối thứ năm hàng tuần ở trên Happy Skin Việt Nam. Bye bye! See you!